Hello, xin chào các bác nhé. Hôm nay chia sẻ các bác cách kiểm tra của con máy giặt Sario. Các bạn nhìn này, đấy, hơi cổ kính tí, nó hiện tượng là nó không vắt được, không giặt được. Đấy thì bây giờ mình tiến hành kiểm tra nhé, các bạn nhé. Đấy, ở đây quay nó chật chội lắm các bạn, hà lội chật chội, nhìn trên dây có loa không? Có em đang sờ bình thường anh ạ, đây bình thường. Đấy thì các bạn chờ tí nhé, chờ tí mình cho điện vào nhé, vì nó phải Tới đây không cũng được anh ạ. Đây đây anh cho em em cắm vào đây này, cắm vào thử nhé các bạn nhé. Thì ở đây em cắm điện nhá. Cắm điện chưa? Đây, từ từ anh thử chế độ giặt đấy. Đấy. Giặt đảo đúng không? Có đảo. Em rút cái ống ấy ra em thổi hơi xem nào. Đây này, sờ vào van. Đây là gì ạ? Không, cái van cấp. Đem soi cho anh ấy đi. Thổi cho nó dừng. Mình rút ống áp lực ra các bạn. Không 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 giật được. Đấy. Nghe tiếng thì kêu nhưng mà đây không chuyển động. Thôi, chợt cái này rồi. Đấy. Thôi thôi em ơi. Cái gì anh? Chợt ốc đấy thôi. À cái ốc xoay ở dưới đấy, ốc xoay này chắc là chật rồi đây các bạn này. Đấy. Đấy cho vắt thì ở dưới rồi nhưng không kết nối đây. Đấy giờ tắt đi kiểm tra giặt rồi nhá, giờ kiểm tra vắt đây. Các bạn thấy chưa? Mình thổi áp lực cho nó giặt rồi. Có tiếng giặt rồi nhưng mà đây này. Đấy. À, có cả áp lực nữa anh. Mình đây đấy các bác nhé. Áp lực thế nào? Thế bây giờ mình tắt đi kiểm tra lốt phần vắt này. Tắt đi này. Tắt lên này. Đấy, kiểm tra xong vắt nhé. Đây này. Các bác nghe thì kêu chưa? Đây cái này. Các bác nghe thì chưa? Các bác nghe thấy chưa? Đấy, bắt đấy, không bắt nhá. Giờ mình không bắt rồi. Le kéo xả vẫn kéo nhá các bạn nhá. Xả. Nóng xả rồi đó. Anh tắt đi rồi thôi. Đây em mở cho anh cái này ra này. Mở cái mâm này. Mở mâm à? Ừ. Nào cho mâm. Không, để kiểm tra số. Con này chắc chắn là số có vấn đề. Đấy lại còn cốt này chắc là bị ấy rồi. Tay tít thò lò. Tháo ra kiểm tra phần giặt kết cấu. Ủa, em hút thuốc à? Khói lên. Mù mịt. Đấy, chờ tí các bạn nhé, xoáy vít vào mà nó hơi khó. Để kiểm tra xem. Nếu anh làm cái YouTuber luôn nào. YouTuber. Đấy, ông chủ đẹp trai. Đấy. Chủ nhà đẹp trai. Ô dạo này thấy béo nhỉ? Vâng, nên cân béo nhiều. Hơn ạ. Thì dạo này, ở dạo này em chạy ô tô nhưng mà nó không phải làm gì nữa này. Ăn ít thôi em ạ. Cái béo quá tiểu đường mình đấy. Mình ngồi nhiều quá anh ạ, mình ngồi nhiều mình không di chuyển ấy, ta ngồi ô tô chịu khó mà. Tập thể dục không nguy hiểm đấy. Vâng.
Đấy, con này là vừa không rách vừa không vắt. Bạn chờ tôi. Cái này phải như thế này lấy mới ra được. Đơn giản. Nó kiểu đúng không anh? Không đơn giản đúng không? Đây, cái này tròn rồi đây. Đây, nhìn bạn cốt chứ. Cầm cầm ra. Bạn cái anh nhỉ? Cầm giữ đây là. Nó tròn cái rãnh này. Nó khế này. Là gì vậy? Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Là bị lỏng ở trong đấy đấy ạ. Nó hỏng cốt rồi. Hỏng cốt đấy. Cái tròn tròn ở giữa này, cái trục đấy là cốt ạ? Ừ, cái cốt mâm. Cốt mâm. Cốt mâm rồi này. Con này nhiều bệnh. Cốt mâm này. Đấy, vắt thì lật quạch nhỉ. Đây nhá, thử vắt nhé, à, thử giặt nhé. Bây giờ là xem cái trục đấy là quay, có quay không? Ừ. Không quay. Không quay, không quay. Không quay luôn. Trục không quay. Con này khả năng là bị số rồi. Số. Số đấy. Con này số, con này. Ôi, hộp số này vỡ hộp số rồi các bạn. Hộp số con này có vấn đề. Hỏng thị hỏng. Đấy. Tóm lại là bây giờ làm nào mà bê được ra. Đấy, tháo ra thôi anh ạ. Đặt lầm xuống. Tháo nồng ra. Tháo hết ở đây ra thôi. Kiểm tra ở dưới là biết. Tra ở dưới là tháo cái gì ấy? Vật lên. À, cho nó nằm về đấy thôi. Nằm về đấy. Nằm. Rút cho cái điện vào. Điện đặt lằm xuống. Đây là chất thế này các bạn này đấy. Đây. Anh để đây. Còn chỗ. Đấy. Tại Hà Nội nó khổ thế. Tất đất mấy mấy tấc vàng rồi. Rồi rồi có mà lo gì. Phải đỡ chứ chả bảo đâu. Đấy. Kiểm tra số ơi, số con này đây này. Em nhìn thấy chết chưa? Đây hiện tượng này các bạn nhé là thở phớt chết số đây này. Nhìn thấy nước bắn xung quanh chưa? Đấy, đậu. Đây nước này. À, nước ở xung quanh đây. Đây. Nhìn thấy rõ chưa? Nước ở đáy có nghĩa là nước nó dỉ xuống đúng không anh? Đây là chết số rồi em ạ. À. Đầy nước ở đây các bạn nhìn nhá. Đầy nước ở cái poly này. Nước nó chảy xuống dưới đâm ra nó bị thế hả anh? Nó hỏng số rồi. À. Tại cái phớt lồng ở trên ấy. Nó hở xuống. Nó hở xuống. Vâng. Thế là nó mới chết số. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Rồi. Xung quanh cái chút đấy nước nhỏ. Nó bắn ở ria đây này. Đấy. À có chưa dây con loa là đây hả anh? Ừ, dây con loa. Con này thôi tháo làm gì? Phần phúc. Để xem bọn em nó thay không, không được thay một chắc. Không, em xem như nào, em có thay thì dài như nào mà. Ấy như nào. Để em cân đo luôn. Cân đổi luôn. Thay làm gì. Đây. Thôi, xin kết thúc video ở đây nha các bạn nhá. Đấy. Tóm lại là bệnh chết số. Đây. Chết số. Đây, anh nhìn. Chết số nữa, anh chỉ cần nhìn vào chỗ hải phát này.